Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, hãy theo chân chúng mình đến gặp một vị giáo sư sử học vô cùng uyên bác để cùng tìm hiểu về Trần Hưng Đạo, một nhân vật lừng danh sử sách nhé. Trần Hưng Đạo, sinh năm 1231, mất năm 1300. Tên khai sinh là Trần Quốc Tuấn, quê ở tỉnh Hải Dương. Hiện nay, năm sinh và quê quán của ông chưa xác định chính xác. Có tài liệu ghi chép rằng ông sinh năm 1228, quê ở Phủ Thiên Trường, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ngày nay. Về thân thế, Trần Quốc Tuấn là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu. Chú ruột của ông là vua Trần Thái Tông. Mẹ nuôi là công chúa Thụy Anh. Trần Quốc Tuấn là một người thông minh xuất chúng, văn võ song toàn. Ông là một vị tướng vừa có tài vừa có đức, luôn coi trọng chữ nghĩa và chữ tín. Vì lợi ích chung mà ông sẵn sàng gạt bỏ hiềm khích riêng tư. Ông cũng rất khéo léo trong việc tiến cử người có tài. Đặc biệt, ông luôn hết lòng yêu thương nhân dân và quân lính, luôn sẵn sàng xông pha nơi trận mạc nguy hiểm. Trần Quốc Tuấn là một vị tướng tài giỏi, với 3 lần tham gia chống quân Mông Nguyên đều giành thắng lợi vẻ vang. Lần 1, năm 1258. Lần 2, năm 1285. Lần 3, năm 1287. Đặc biệt là năm 1285 và năm 1287, ông được vua Trần Nhân Tông cử làm tiết chế thống lĩnh các đạo quân, lập nên nhiều chiến công vang dội. Cũng trong khoảng thời gian này, ông đã viết 2 tác phẩm rất có giá trị là Binh Thư Yếu Lược và Hịch Tướng Sĩ. Bài Hịch Tướng Sĩ được làm để khích lệ các tướng sĩ học tập cuốn Binh Thư Yếu Lược, tức là sách tóm tắt những điều cốt yếu về binh pháp. Tuy nhiên, đến đời Trần Anh Tông, ông đã lui về ở Vạn Kiếp, nay là xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhưng ông vẫn sẵn sàng hiến kế dẹp giặc giữ nước với vua Trần. Thế rồi, ông lâm bệnh nặng và qua đời ở đó. Ông được nhân dân vô cùng kính trọng, tôn thờ là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi. Trần Quốc Tuấn còn được công nhận là một trong 10 vị tướng tài của thế giới. Ông được coi là một thiên tài quân sự có tầm chiến lược và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần.